Chuẩn bị ra bè và chiến đấu nha anh em. Đây, anh em bắt đầu vô gửi xe và đi ra bè mà câu. Còn lấy mất khối có đâu mà. Anh em bây giờ bắt đầu đi xuống bè thôi. Xuống bè và ghe đưa mình qua bên bè và bắt đầu câu nha anh em. Hôm nay anh Dạng Nguyễn Sóc Trăng qua quyết chí giật giải. Quyết giật giải giật anh em, giải anh em luôn. Là hồi nữa ông không được á, ông giật luôn á, ông giật luôn á. Ok, đây hội tụ rất nhiều cần thủ nha anh em. Cần Thơ, Sóc Trăng này nọ các kiểu này đủ hết trơn à. Nói chung là các tỉnh luôn. Đây bắt đầu đi xuống với ghe bắt số. Và đi qua bên bè thôi. Anh em cần thủ Lý An, bác sĩ theo bảo vệ nguyên nhóm câu này. Anh em ai bể đầu là có người giá. Anh em rất là đông nha, hôm nay khá là đông nha. Nay mới tình hình giải viết gì sao đây. Nay có thần Sóc Trăng đồ qua nữa, Dạng Nguyễn Quỳnh Khoa với Tê Thuận đồ. Ok, giờ chừng nào xuống thì mình sẽ quay tiếp cho anh em nha. Anh em chút xíu nữa mình sẽ đi qua bên bè bên kia mình câu nha anh em. Đây, khu bên kia, tình hình âm u quá, không biết có mưa không đây nữa. Đây, anh em cần thủ đang bốc số để lên bè, để thứ tự bắt đầu câu. Em tình hình bây giờ bắt đầu bốc số nha anh em. Số à ra bè không? Không. Anh em bây giờ tình hình hiện tại bây giờ là khá là đông nên nó hơi bị gối một xíu nha anh em. Chút xíu nữa sẽ hoàn tất thôi. Nói chung là chỉ bốc thăm xong rồi qua bè thôi. Mỗi một bè thì được 5 cần thủ câu. Là theo số thứ tự của bè 1, 2, 4, 6, 7, 8 thì nọ kiểu vậy đó. Rồi xong rồi anh em xuống người nghi số bè nào thì lên bè đó. Và một tối đa một bè là 5 cần thủ. Ok, bây giờ bắt đầu anh em đi xuống và ghe đưa qua bè. Và bây giờ bắt đầu đi xuống bè nha anh em. Đây là ghe, chuẩn bị hai cái ghe có máy và chở anh em đi qua bè nè. Nay hơi đông vui và nhộn nhịp nha anh em. Có là ai giờ mắc cười quá à. Không gặp rồi còn nhiêu chưa. Đây bắt đầu mình đi xuống ghe anh em ơi.
anh em cần thủ đã được đưa qua anh bè nha. Bây giờ thì bắt đầu mình ra cần và câu nha anh em. Đây, đây là khu vực bè để anh em mình đánh giải nha, bè nuôi cá nè. Ok, đây khu vực bè bắt đầu mình câu nha. Đây anh em cần thủ đã gãy gác ra chia người mới qua bè với chia ra mình câu. Một bè tối đa 5 cần thủ thôi. Mình thì hôm nay mình không có câu, nhưng mà mình có đem cần, hoặc mình giữ cái mè nó cái kiểu đồ chơi giải trí rồi thôi. Đây anh em bắt đầu ra cần nha. Ê gán cái này kéo kéo con mười mấy ký lên coi. Hồi sáng tôi cũng mới đi với ông bạn. Để anh em bây giờ bắt đầu anh em ra cần và câu nha. Bắt đầu thôi, mới bắt đầu rồi. Đây giờ bắt đầu mình đi dài dài qua bên kia và bắt đầu mình quay cho anh em xem nha. Rất thông trước này cũng cần thủ cũng bắt đầu ra. Đây cần thủ ở đây đánh cá bằng mồi trái cây nha anh em. Chôm chôm. Chôm chôm nữa. Chôm chôm mà cơm trái nữa hả? Trời cá cha ăn sang thiệt. Ok bây giờ bên đây ra cần rồi, bây giờ mình đi qua bên kia nha anh em. Đây tiếp tục bên đây anh em cũng đang chuẩn bị ra cần luôn. Rồi ông bên kia giờ ông đi qua đây nữa. Đây mồi câu nè, nho này nọ nè. Kiểu luôn ha. Đây, quay cảnh quan cho anh em xem nữa tới nha. Quá wow, cá măng gỗ kìa anh em. Quả chà bứ luôn. Hai ba con từ một bầy luôn kìa. Quá trời luôn, hồi mình lấy ra mình câu đó. Đây anh em cần thủ bên đây chuẩn bị lên thêm nữa. Đây. Chạy vô đó mọi người xuống gần trước là chưa có tính gần, chưa có tính cái nha. Rồi ok. Đây anh em bắt đầu qua thêm một mớ nữa anh em. Đây. Rồi thêm một số anh em nữa. Không xuống này dưới. Phút này à, tới đây à, tới cái phi đó à. Đây. Tình trạng là anh em hơi nhiều, bè thì khu bè được đánh giải thì nó hơi ít nha anh em. Nên phải chia ra hơi cực xíu. Rồi. Thủ ra ra cần hết rồi. Bây giờ chờ cá lên thôi. Mình không biết hôm nay sao đây. Đây cái cần câu của mình đây nha. Đây. Đây cần câu của anh Dạng đa, cá đang ăn. Cá lồng tông ăn nha anh em. Đây ông đang mớm mồi. Đang ép xì bồ à. Không, cái này ông gọi bánh tre ông không được sướng sướng. Ok bây giờ bắt đầu mình cũng ra cần, mình ngồi mình câu cái mè chơi nha anh em. Thú Thuận ra cần nha anh em, đi cần có cần Thú Thuận đây nè nha. Cần carbon sáng ít nha anh em. Thôi bạo lực ngang phen thì phu si xít. Rồi giờ mình đi dài qua bên kia xem anh em bên kia ra sao nha. Đây anh em bên kia cầu khá là đông. Đây. Trời ơi chỗ ngủ này chỗ của con chó gì mà quá trời. Ủa đi bản đường nào hả? Bên kia. Đây này quay cũng được. Đây anh em đang ra cần nha. Ôi bè cá cấu gì quá trời chết. Đây anh em đang câu. Đây còn bên đây cánh bên đây anh em cũng đang câu tích cực nghe nè. Nghĩa chưa thấy thông báo cá mắm gì hết trơn á. Đi cá ăn cao nha, bóc cao câu. Lôi vô trong luôn rồi. Rồi anh dạy chính luôn nha anh em. Còn chị không? Xong. Tình hình đã gần nửa trận đấu rồi mà vẫn chưa có cần thủ nào lên cá hết. Chỉ có một cần thủ ngoại lệ không có đăng ký cần mà lên cá nha.
anh em cũng đang chờ đợi ngồi ngó cần. Trời, có vợ cái kìa. Trời trời, chơi chơi. Cá bự miệt, cứ mạnh xuống luôn mà. Rồi lột áo lặn. Anh em, tình hình là giờ gần tới gần hết giờ rồi, chỉ lên được có một con thôi nha anh em. Đây cần thủ bên kia vừa lên được một con cá lăng, một cá lăng đuôi đỏ. Ở đây bên đây mình không thấy dính gì hết, còn bọn này sớm giờ chỉ được có một con cái duy nhất thôi. Đây bên kia đang gỡ cá lăng anh em. Có 20 phút nữa là hết giờ nha anh em, mà tình hình là mới lên được có 2 con cá, 8 giải có 2 con cá. Ôi ôi, chơi câu lên thì không bắt cá thả không. Đây anh em, đây là một cần thủ mình quay cho anh em xem nha. Cần thủ V chơi thận, chỉ có 2 con cá trong bè thôi vì anh câu hết trơn rồi. Thôi đừng có che lại. Dạ, tại mẹ có 2 cá ông câu hết trơn rồi. Còn nay ông dạng bên Sóc Trăng qua là thua rồi. Thua rồi. Về xứ ơi, về xứ rồi. Thuận trên mưa cầu thủ lên cá nè. Lấy lại. Không chừng con nãy luôn á. Không, số dính cá. Con nãy xảy và dính lại. Đi về điểm xuất phát anh em ơi. Tình hình là có 8 giải mà chỉ được có 3 con cá thôi. 8 giải 3 con cá. Nhất nhì 3. Còn từ 5, 6, 7, 8. Đây anh em cầu thủ đang gom đồ chuẩn bị về. We'll be right back.
nha anh em. Cái lăng bả chà bứ luôn, lăng đuôi đỏ luôn. Rồi con cá nhì đâu em? Giờ chờ con cá giải nhì và con cá giải ba vô nghe anh em. Ê anh Dạng Sóc Trăng đang chờ nha. Đến đơn thân độc mã mà có hai chồng qua mà. Đây là phần quà nha nè, khá là nhiều quà nha, đây 8 phần quà lận. Đây cá giải nhì anh em, đó con cá giải nhì là cá chì nhỏ xíu đó đó. Còn con cá giải ba nữa anh em ơi, đây con cá giải ba, cá giải ba đây. Rồi. 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 Ok bây giờ bắt đầu cắt vé anh em, mình sẽ ngưng clip mình tại đây nha. Anh em muốn xem full thì vào kênh YouTube của Quỳnh Hoa để xem full nha. Và mình kết clip tại đây. Chào tạm biệt anh em. Từ từ chứ. Hẹn lại anh em trong clip tiếp theo của mình nha.